hay là thôi đi. Em ngại lắm. Đừng ngại, có anh ở đây rồi mà. Chào anh ạ. Em chào anh. Đúng là sếp có khác, đến đúng giờ quá. Chào hai bạn. Giới thiệu với em, đây là Thành và Nga. Hai người là chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay. Chào chị ạ. Em chào chị ạ. Chào hai bạn. Còn đây là Lệ, bạn gái của tôi. Bình thường ở cơ quan, anh Việt nghiêm khắc như thế, mà đi cùng người yêu lại nhẹ nhàng tình cảm như thế này, bọn em bất ngờ quá. Chị Lệ đang công tác ở cơ quan nào thế ạ? Lệ có mở một cửa hàng thời trang ở phố huyện, nhiều đồ đẹp lắm. Hôm nào hai người qua ủng hộ nhé. Dạ. Em cứ tưởng anh Việt chỉ thích người cơ quan nhà nước thôi. Kìa em, phi thương bất phú, làm ăn kiểu gì cũng được, miễn là chính đáng, có phải không ạ? Thôi, mình vào đi, không mọi người chờ. Dạ, em mời anh chị ạ. Chồng với nhau mà em chiều anh tí đi nhá. Em đẹp quá. Thôi tránh ra cho cái tay bắn. Nào. Bắt cái gì? Nào. Tránh ra. Anh cô tưởng vào đi. Này. Cô tưởng cô báu lắm chắc. Đây thèm vào nhá. Alo. Ai đấy? Chị tìm chồng à? Anh ấy mệt quá, ngủ mất rồi. Thế nhá. Cô là ai? Đang ở đâu? Chúng mày đang ở đâu?